Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khoảng Lặng Cuộc Sống kỳ 26 được phát trên trang Phật Pháp Ứng Dụng .com thuộc tu viện Tường Chân, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Khoảng Lặng Cuộc Sống hôm nay, ban biên tập website Phật Pháp Ứng Dụng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tuyển tập những bài viết về mẹ của tác giả Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Dân. Với ngôn từ mộc mạc, chân thành, tuyển tập những bài viết về mẹ là những dòng hồi ký dạt vào cảm xúc của tác giả viết về người mẹ và nỗi gian lao nhọc nhằn của mẹ những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Nay được chúng tôi tuyển tập lại và giới thiệu đến quý vị thính giả. Tuyển tập này mang một giá trị nhân văn vô cùng sâu sắc, nhắc nhở chúng ta những ai đang còn có mẹ hãy biết nâng niu, trân trọng tình cảm của mẹ. Bởi mẹ chỉ có một trên đời, và chỉ có mẹ là thương yêu chúng ta vô điều kiện mà thôi. Bên cạnh đó, bằng lời văn chân chất, mộc mạc, tác giả như đã đưa chúng ta về những ngày khi chúng ta còn thơ dại, luôn có mẹ bên cạnh yêu thương và che chở. Và ở đâu đó tận sâu thẳm lời văn của mình, tác giả luôn có một sự đồng cảm và chia sẻ đặc biệt đối với những ai đã không còn có mẹ trên cuộc đời này. Ban biên tập website Phật Pháp Ứng Dụng xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chương trình vui vẻ, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Du Lan năm 1999. Ngày ấy vui biết bao nhiêu, con ở bên mẹ không muốn rời nửa bước. Bận tay nhưng mẹ không phiền, cứ để con ngồi trên bờ hỏi trời hỏi đất. Còn mẹ vừa nhổ cỏ ruộng vừa hát cho con nghe. Bài ca dao đầu tiên trong đời con được nghe từ chính giọng hát trong trẻo
ngọt liệm như đường của mẹ. Ví dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời. Trường học con đã tốt nghiệp từ bao giờ mà sao mẹ vẫn còn lê bước mãi với các trường đời đầy gian lao và thống khổ? Bây giờ mẹ đang làm gì nhỉ? Có phải thân cò gầy guộc đang nỉ non bên bờ sâu ruộng vắng? Hay giờ này trong mái tranh nghèo, một mình mẹ đang thẫn thờ bên khung cửa mòn mỏi đợi chờ trong những đứa con yêu ra đi hẹn sẽ quay về? Ngày ấy vui biết bao nhiêu, con luôn ở bên mẹ không muốn rời nửa bước. Bận tay nhưng mẹ không phiền, cứ để con ngồi trên bờ hỏi trời hỏi đất. Còn mẹ vừa nhổ cỏ ruộng vừa hát cho con nghe. Bài ca dao đầu tiên trong đời con được nghe từ chính giọng hát trong trẻo và ngọt liệm như đường của mẹ. Con ngựa còn lặn lội ở bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiền không nỉ non. Lớn lên, mẹ dắt con đến trường trong những ngày đầu chưa quen với chúng bạn. Mẹ bận bịu buông cánh bán bưng nên không đến trước con hàng ngày như con người ta. Nhà nghèo không có tiền cho con ăn bánh nên mẹ thường dậy sớm chiên cơm cũ lại nêm chút nước tương cho con dùng buổi sáng, để ngày mai lên lớp con khỏi ngó miệng bạn bè. Nhìn con ăn mặc thô sút hơn con người ta, mẹ buồn nhưng gắng chịu. Vì sức mẹ làm sao nuôi nổi 5-6 miệng cò con. Riết rồi nghề buôn bán cũng ế ẩm, kiếm được đồng tiền nuôi con cũng rám mặt trầy da. Mẹ chuyển qua buôn gạo nhưng phải ra tuốt ngoài Bún Tàu Phụng Hiệp để tìm mua gạo rẻ hơn. Đường ra Bún Tàu xa lắc tí tè, chèo ghe phải mất cả buổi mới tới, nên cơm chiều có khi nguội lạnh vì mẹ về tận nửa khuya. Chủ nhật được nghỉ học, con đòi theo để phụ mẹ. Mẹ chiều, biết con theo cũng chẳng được tích sự gì, nhưng dẫu sao có con trò chuyện mẹ cũng vui vui đỡ phần mệt nhọc. Đêm trên sông buồn tanh, thinh không dường như bao la hơn và có vẻ như lạnh lùng, không muốn tỏa chút hơi ấm nồng nàn cho chiếc ghe sờn cũ kỹ một mình lầm lũi trong đêm vắng. Trong dãy cây đen kịch hai bên bờ, bầy đom đóm buông ra những tia sáng hiếm hoi như đủ để nhìn thấy nhau đùa giỡn. Những đêm trăng mờ đục, vậy mà tôi nhìn mẹ được rõ hơn ban ngày. Mẹ còn trẻ nhưng gầy đi nhiều quá. Lưng mẹ cong và đôi mắt quầng thâm. Nằm lăn lóc trên chiếc chiếu manh nhỏ, con ngước mắt nhìn lên trời đếm sao và cầu xin ông trời phù hộ cho mẹ mua may bán đắt. Có khi con hỏi, mẹ, ông trời ở đâu, sao không cho mẹ bớt cực để khỏi dằn mình giữa đêm sương gió? Những lần như vậy,
mẹ chỉ cười mà không trả lời. Con nghĩ mẹ đang chèo mệt, chứ đâu biết rằng mẹ cũng không hiểu tình cảm của ông trời thương ghét ai trên cõi đời này. Mẹ vẫn chèo xuồng lặng lẽ giữa đêm trường tịch mịch vô biên. Sắp phải qua những trạm gác không cho buôn gạo. Mẹ cặp xuồng vào lùm cây nào gần đó, dò xem có ánh đèn pha hay không, rồi mới dám chèo thục mạng qua nhanh. Mỗi lần vượt khỏi, mẹ mừng thở không ra hơi. Con cũng sợ điếng người. Nghe lời mẹ, trùm mền kín mít, và cũng không dám thò đầu ra hỏi han lời nào. Qua khúc sông bình yên, mẹ bảo con hát giọng cổ cho mẹ nghe. Con nghêu ngao hát chỗ chấp chỗ giá bài tình anh bán chiếu. Bỗng mẹ cúi mặt sầu sầu, buông thõng tay chèo. Dường như trong lời ca của con có cả niềm chia sẻ với tiếng rao hàng ế ẩm của mẹ hôm nào. Bây giờ mẹ đã già, già đi nhiều lắm. Mỗi lần về thăm, con nắm bàn tay giỏ vàng, chay cứng của mẹ nghe bùi ngùi, chua xót. Những cánh chim non ngày trước giờ đây đang say sưa nơi khoảng trời hạnh phúc. Để mẹ sầu tuổi một mình với ngày tháng mênh mông. Thế mà mẹ vẫn tiếp tục lo toan, vẫn quan tâm cho các con cái ăn, cái mặc. Mẹ buồn vì biết mình tuổi già sức yếu, không làm ra tiền để cho con được sung túc với đời. Cầm tay con run run, mẹ nghẹn ngào muốn khóc, vì giờ đây mẹ muốn ôm chặt các con trong vòng tay, muốn cho con của mình cả một gia tài yêu thương mà không đứa nào chịu quay về nhận lãnh. Không đâu mẹ ơi, mẹ mãi là vị Bồ Tát, dù không ngôi vị của đời con. Dẫu phải đi đâu thật xa để tìm tương lai sự nghiệp, con vẫn được hơi ấm nồng nàn trong tình thương vô bờ của mẹ. Nhìn cánh hoa hồng trên áo hôm nay, con biết rằng con còn có mẹ, còn chốn liếng yêu thương để khi hụt hẫng biết chỗ quay về. Nhớ mẹ. Tặng cho những ai mất mẹ. Chu Lan, 1997. Hoa trắng tang thương nhớ mẹ hiền. Người cài trên áo đóa trinh nguyên. Mùa thu lá rụng sầu nhung nhớ. Nhớ dáng thân yêu của mẹ hiền. Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy, tỏ lòng thương mẹ khổ triền miên.
công mẹ sanh thành như đại hải. Bủa khắp trăm sông khắp mọi miền. Phải đi từng chiều, mẹ kể lại những chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa con của mẹ mới chào đời kia, hay ngủ vui trong vòng tay mẹ. Con là thịt mau này mẹ chia. Gọi mẹ, mẹ bồi hồi quên lãng vì vui. Mẹ quên đi bao ngày dài mang nặng đè đau, bao nẻo đường nắng rồi mưa gào, bao buổi chờ vất vả cần lao. Mẹ thương con như suối nguồn vẫn tuôn trào về dòng sông xa. Mẹ thương con thương sớm chiều gắng cánh cò chở nặng thương yêu. Mẹ lặn lội ống còng, mẹ cặm cụi ngọn rau. Mẹ thương con như biển rộng, biển cạn con ơi. Mẹ thương con thương suốt đời, suốt một đời khổ nhọc sơn kê. Vì bầu trời của mẹ là nụ cười của con. Trên con đường nào mẹ quặn lòng thắt ruột vì đau. Mẹ đau hơn khi con hơn dỗi mẹ ngày nào. Theo cuộc đời xong cuồn bao dòng, quên mẹ ra trước cửa chờ trông. Con yêu của mẹ lại ngoan hiền như những ngày xưa. Ngày xưa đó con nhớ lại những lời mẹ ru, chớ quên giọt máu đào dâng tràn, chớ quên rơi rốn liền ruột gan. Về dòng sông xa, mẹ thương con thương sớm chiều gắng cánh cò chở nặng thương yêu. Mẹ lặn lội ống còng, mẹ cặm cụi ngọn rau. Mẹ thương con như biển rộng, đến khi nào biển cạn con ơi.
mẹ thương con thương suốt đời, suốt một đời khổ nhọc sơn kê vì bầu trời của mẹ là nụ cười của con, vì bầu trời của mẹ là nụ cười của Phật nữ. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Ánh dương đã nghiêng hẳn về Tây. Không khí của một buổi chiều càng hiện rõ. Tâm trạng mừng vui của những người lao động sắp được nghỉ ngơi. Dài tia nắng nhạt chiều tà còn chen mình qua hàng tầm dông đông đưa trước gió. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi làm cho những chiếc lá khô vàng rời cành xoe mình bay lượn trong không, để rồi nằm lại sóng xoài trên đất. Bình minh đã dậy đằng đông, ánh sáng mặt trời bắt đầu tỏa rạng, sương tan dần hòa quyện vào không gian mênh mông. Từ ngôi chùa cổ kính ngân vang những hồi chuông sớm như một giai điệu hữu tình làm rung động lòng khách trần trong bể khổ. Những chú chim non đang ríu rít trên cành chào nắng sớm, hòa với tiếng da sầu mùa hè ngân vang một bản nhạc buồn mang mát trong buổi bình minh. Bên trong ngõ môn của ngôi chùa cổ, vị sư già đang quét rác chậm chậm trước sân chùa. Nét mặt hiền hòa, khả kính, điệu bộ khoan thai, dáng vẻ tỉnh thức, thoát tục. Cách chùa không xa là nhà ở của đôi bạn trẻ Oanh và Phượng. Hai người chơi rất thân với nhau. Oanh năm nay 13 tuổi, còn Phượng thì kém hơn Oanh 1 tuổi. Nhà gần nhau nên hai trẻ qua lại cùng nghịch, cùng đùa những trò trẻ con. Nhà chòi, đánh đũa, búng thun như bao trẻ khác trong làng. Nhà hai em gần chùa nhưng chưa bao giờ đến chùa chơi hay lễ Phật, tụng kinh gì cả. Vì em cứ nghĩ đó là nơi tôn nghiêm để cho những người lớn đi cầu nguyện, sinh hoạt. Tuổi trẻ như chúng nó là không được vào. Hàng ngày, con đường trước chùa luôn làm những thảm hoa nâng gót các em ngày 2 buổi đến trường. Mặc dù vậy, đối với em, chùa cũng là những cái gì rất xa lạ trong cõi tĩnh mịch u huyền của tâm thức. Ánh dương đã nghiêng hẳn về Tây. Không khí của một buổi chiều càng hiện rõ. Tâm trạng mừng vui của những người lao động sắp được nghỉ ngơi. Dài tia nắng nhạt chiều tà còn chen mình qua hàng tầm dông đông đưa trước gió. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi làm cho những chiếc lá khô vàng rời cành xoe mình bay lượn trong không, để rồi nằm lại sóng xoài trên đất. Không biết động cơ nào, tại sao hôm nay trên đường đi học về, Oanh và Phượng không đi thẳng về nhà mà lại rảo bước vào sân chùa. Đến cửa hậu đường, hai đứa bỗng khựng lại rụt rè, đứng núp ló bên ngoài không dám vào. Đứa này xô đẩy đứa kia. "Chị vào trước đi," Phượng nói. "Em vào trước đi," Oanh nói. Hai đứa đang giằng co thì vị sư già vừa ra tới cửa. Hai đứa giật mình run lên, muốn quay mình bỏ chạy ra ngoài.
Bỗng vị sư già cất lên giọng nói hiền từ của một vị chân tu: "Các con cứ vào chơi tự nhiên, đâu có gì phải sợ. Vào lễ Phật cho được phước, Phật độ các con học giỏi hơn." Nghe tiếng nói hiền từ, hai đứa cảm thấy an tâm hơn, trầm tĩnh đứng lại vòng tay chào: "Thưa ông." Rồi nhìn nhau ấp a ấp úng, muốn nói điều gì nhưng chẳng nói thành lời. Dường như hiểu ý, vị sư liền dắt hai trẻ vào chùa, hướng dẫn cho các em lễ Phật, giải thích ý nghĩa một vài hình tượng trong chánh điện, rồi đi ra ngoài để các em tự nhiên nhìn ngắm, trao đổi, chuyện trò. Lần đầu tiên các em được thấy những tượng Phật to lớn, hơi phát sợ, nhưng lòng cũng tự nhủ: "Đây là Phật mà, Ngài rất từ bi." Tự nhiên lòng hai em cảm thấy sung sướng vô hạn, tràn ngập niềm tôn kính. Nhìn hình ảnh Phật Di Lặc và những đứa trẻ vây quanh, các em cảm thấy Đức Phật cũng yêu thương trẻ thơ, gần gũi trẻ thơ, chứ đâu chỉ chơi với người lớn không như mình đã từng nghĩ. Càng ngắm nhìn, các em càng cảm thấy say sưa, thích thú. Nhìn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Phượng thì thầm nói với Oanh: "Tượng này em thấy rất hiền lành, hiền cũng như mẹ của mình ở nhà hả chị?" Oanh chỉ gật đầu nhẹ một cái thôi, không nói không rằng. Dường như Oanh đang suy nghĩ một điều gì đó. Rồi cả hai cùng dắt tay nhau lặng lẽ trở xuống hậu đường. Oanh và Phượng đi quanh tìm vị sư già. Thì ra sư đang nhổ cỏ mấy luống rau. Nghe tiếng chân đi, sư đoán chắc là hai đứa trẻ hồi nãy. Ngẩng mặt lên nhìn hai trẻ, sư ôn tồn nói: "Phật có thương tụi con không?" "Dạ thương." Hai trẻ đồng nói: "Phật chẳng những thương tụi con, còn thương hết tất cả mọi loài. Nhà các con ở đâu?" "Dạ thưa ông, nhà chúng con cách đây chừng vài dây đất." Rồi dường như chúng muốn nói thêm điều gì, nhưng lại im lặng không dám nói ra. Vị sư hỏi: "Các con muốn hỏi gì?" "Dạ thưa, con muốn lại ngập ngừng. Rồi Oanh quay sang Phượng bảo: "Mày nói đi." "Nói cái gì?" Phượng đáp: "Thì hồi nãy vừa đi tao vừa nói với mày đó." Vị sư chen lời vào: "Các con cứ tự nhiên mà nói, có gì đâu mà phải ngại." "Thưa ông, con muốn làm Phật nữ." Oanh thưa. Nhất thời, vị sư chưa hiểu ý, bèn hỏi lại: "Con muốn hỏi về tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, có tóc để dài đó chứ gì?" "Dạ không, con muốn làm Phật nữ, để mỗi đêm được đi tụng kinh như các bà, các cô vậy đó." Vị sư cười lên khanh khách, đứng dậy phủi tay, đưa đôi mắt trìu mến thân thương nhìn và xoa đầu hai trẻ. Sự cảm xúc trào dâng, biểu lộ lòng thương yêu hoan hỷ tuyệt đối với những ước muốn được xuất phát từ tâm hồn trong trắng, ngây thơ của hai trẻ làng. "Tốt thôi các con ạ. Hai con muốn đi tụng kinh mỗi tối như các cô Phật tử chứ gì? Các con ham thích tụng kinh là điều rất quý. Nhưng muốn tụng kinh thì trước hết phải hiền ngoan, hiếu thảo, siêng năng học tập thì Phật mới thương nhiều. Thôi, chiều rồi các con hãy về nhà,
kẻo cha mẹ trông. Hôm nào rảnh á thì cứ đến chùa tụng kinh. Nghe lời dạy, hai đứa cúi đầu chào sư ra về. Vị sư già gật đầu tươi cười, dõi mắt trông theo hai trẻ cho đến khi khuất dạng. Rời khỏi cổng chùa, Phượng cười rộ lên và nói: Trời ơi, người ta kêu là Phật tử mà chị nói là Phật nữ, thì ông làm sao mà biết được? Trong tâm trạng mừng mừng, lo lo, Quanh hỏi Phượng: Không biết mình là Phật tử có sao không? Có còn bị bắt buộc những điều gì không? Tại sao hôm nay hai đứa mình gan thật? Đã hứa với ông nếu không đi là nói láo, rất là có tội đấy. Đi chùa tụng kinh vui, được Phật thương, Phật phù hộ chị em mình, học còn thêm giỏi nữa, chứ có bắt buộc gì đâu, Phượng nói. Về đến cổng nhà thì trời đã chạm vạng tối. Quanh bước vào nhà. Thưa mẹ, con đi học mới về. Mày đi học cái kiểu gì mà dữ vậy? Mẹ con Phượng á mới vừa qua hỏi tao có nhờ nó với mày đi công chuyện gì đó không. Mặc dù rầy la như vậy nhưng bà vẫn ôm con vào lòng, vuốt tóc con và kề tai thủ thỉ. Đi học á là phải nhớ về sớm nghe con. Còn muốn đi chơi đâu á phải hỏi mẹ. Không có được tự ý nghe chưa? Quanh cảm thấy an tâm và sung sướng vô cùng. Đêm đó cả hai, Quanh và Phượng, ước mơ nghĩ ngợi đủ điều, rồi liệm vào giấc ngủ hồi nào chẳng rõ. Kể từ đó, Quanh và Phượng thường hay đến chùa chơi. Theo sư âm nghe kể chuyện về sự tích Phật Thích Ca, Mục Liên Thanh Đề. Đêm nào rảnh bài, hai đứa tranh thủ đến chùa tụng kinh. Càng đi chùa, các em càng thấy vui tươi thêm, càng thấy yêu mến đạo pháp một cách kỳ lạ. Và dường như thói quen, đêm nào không đi chùa, hai đứa cảm thấy buồn buồn, thiếu thiếu một cái gì đó. Hai trẻ thấy vô cùng sung sướng khi được sư ông ban cho pháp danh là Diệu Từ là Quanh, Diệu Hạnh là Phượng. Chùa giờ đây trở thành nơi vui chơi, giải trí tinh thần lành mạnh cho hai đứa trẻ. Trong thâm tâm của hai trẻ, không còn mến chiếc gì lắm với những niềm vui khác. Một tối nọ, trời mưa to, mẹ Phượng qua nhà tìm mẹ Quanh để hỏi thăm. Con Phượng có ở bên nhà chị không? Đâu có, mẹ Quanh đáp. Chừng nửa tháng rày á, tối tối, nó có qua nhà chị chơi với con Quanh không? Đâu có. Mà con Quanh nhà tôi hôm nay cũng vậy, tối tối nó lại vắng nhà, tôi cứ tưởng nó qua nhà thím chơi chứ. Vậy tụi nó đi đâu? Hơn nữa hôm nay trời mưa mà, mẹ Phượng hốt hoảng. Rồi hai bà mẹ cứ lo toan nghĩ ngợi đủ điều. Trong khi cơn mưa còn say hạt, vì lo lắng cho con nên hai bà xăng quần, đội nón, mang theo cây đèn lồng đi tìm con trẻ. Đã đi hết xóm dưới rồi, lên đầu trên hỏi thăm 7-8 căn nhà, nhưng chẳng biết được tin tức gì cả. Trong tâm trạng vừa lo lắng vừa tức giận, hai bà hăm dọa đủ điều. Về chuyến này là tôi đánh cho mày biết tay, tôi trói lại trong nhà không cho đi đâu hết. Cuối cùng hai bà ghé vào một cái quán nhỏ gần chùa. Vì trời mưa không có khách nên chủ quán chuẩn bị đóng cửa để nghỉ sớm. Thấy có người bước vào,
chủ quán vội mở lời đón khách. Hai chị cần mua gì à? Dạ không, cho tôi hỏi thăm chút việc. Bộ có việc gì quan trọng lắm sao mà hai chị có vẻ hốt hoảng dữ vậy? Thôi, trời mưa, mời hai chị vào nhà rồi hãy nói. Không, tôi cần phải đi gấp. Từ chạng vạng tới giờ, chị có thấy mấy đứa trẻ nhà tôi không vậy? À, con Oanh, con Phượng đó hả? Hình như hổm rài tôi thấy tụi nó hay đến chùa chơi. Chị thử vào coi tụi nó có ở trong chùa không? Nhưng mà khoan đã, chùa còn đang tụng kinh. Không nói không rằng, hai bà liền đi thẳng vô chùa. Qua cửa sổ chính điện, dưới ngọn nến lung linh, hai bà thấy sau lưng vị sư già có hai đứa trẻ đang ngồi trang nghiêm chắp tay tụng kinh một cách thành kính. Thì ra đó chính là con bà. Trên đầu tụi nó còn thấm ướt nước mưa. Hai bà ngạc nhiên, giận tức, mừng rỡ, bất giác nghẹn ngào rơi lệ. Thân thể buốt giá khi nãy giờ đang được sưởi ấm bằng những dòng lệ nóng được chảy từ trái tim yêu thương con không có bờ bến. Sau thời kinh tối nay, hai trẻ không ở lại ăn bánh kẹo hay nghe kể chuyện như thường khi, vội vàng vái chào sư ông ra về. Ra khỏi cửa, hai đứa vừa co chân định chạy về nhà thì nghe tiếng gọi tên mình thật lớn và rất quen thuộc. Đó là tiếng của mẹ. Hai đứa kinh hoàng, sửng sốt, hốt hoảng van xin tha tội. Qua ánh sáng đèn lồng, lại thấy thân thể mẹ bùng lầy ướt sũng. Hai trẻ vừa khóc vừa nói những lời xin tha thứ như chất chứa niềm xúc cảm từ bao giờ. Trong giây phút nín lặng, hai bà vội ôm con vào lòng, lau nước mắt cho con. Vuốt tóc con, bà cảm thấy con mình dường như lạnh buốt bởi những hạt mưa vô tình còn thấm trên áo của con. Được ấp ủ trong vòng tay mẹ, Oanh và Phượng chỉ còn nghe những lời trách cứ thì thầm bên tai. Đi như vậy, tại sao con không hỏi mẹ? Con biết là mẹ lo lắng cho con lắm không? Những tiếng nói của mọi người làm vang vọng khắp chùa, buộc nhà sư phải ra ngoài quan sát. Vị sư đã thấy và nghe mọi việc. Trong cơn xúc động thương tâm trào dâng, nhà sư đến gần hai bà mẹ kia và từ tốn nói rằng: "Hai cô đừng trách tụi nó làm chi nữa. Cũng tại tôi. Vì thấy hai cháu còn nhỏ mà có tâm đạo như vậy, nên tôi rất mừng dội cho hai cháu vào chùa tụng kinh." Và nhà sư đã kể hết sự tình cho hai bà nghe. Khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt long lanh. Mẹ Oanh buông con ra và cùng đứng hầu chuyện với thầy. "Thưa thầy, con rất sung sướng và hạnh phúc biết bao khi có được đứa con sớm có duyên với Phật Pháp. Con năm nay tuổi ngoài 40, vì gia duyên buộc ràng nên ít có thời gian đến chùa lễ Phật, tụng kinh. Lại cũng ít có thời gian hướng dẫn con cái. Lo cái ăn cái mặc cho tụi nó là hết ngày hết buổi rồi. Được thầy dìu dắt dạy dỗ, sau này nó nên người là phúc báo cho gia đình con. Cũng chính là nhờ hồng phúc của thầy." Sau buổi trò chuyện, cả bốn người cùng từ biệt thầy ra về. Ngoài trời tối mịt, mưa còn rơi hạt rỉ rắc. Đường bùn lầy trơn trợt. Gió từng cơn thổi mạnh buốt cả người. Nhưng lạ thay, hôm nay chỉ có một ngọn đèn lồng cũng đủ ấm, đủ sáng
để hướng dẫn bốn người trên đường về tràn đầy hạnh phúc. Đạo vốn không nhan sắc mà ngày càng gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu không phải là nhà. Tấm lòng của mẹ. Mùa Du Lan năm 2000. Theo gió bụi thời gian, mắt mẹ đã mờ, tóc đã bạc, đôi tay yếu dần. Nhưng niềm tin về mẹ trong tôi vẫn sáng mãi như ánh sao trời, định hướng cho tôi vượt qua mọi khó khăn gian khổ cuộc đời. Mẹ, chỉ một tiếng mẹ thôi mà sao nó chứa chan quá nhiều tình cảm. Sâu thẳm như đại dương, cao vời như núi Thái. Tiếng gọi con về nhà ăn cơm của người hàng xóm làng bên đang vang lên những âm thanh trong trẻo, mộc mạc của người mẹ quê. Tâm à, về ăn cơm. Tâm ơi, về ăn cơm. Đó chính là tiếng gọi thân thương được vọng lên từ miền tâm thức sâu thẳm, biểu lộ sự quan tâm lo lắng của mẹ đối với con lớn lao không thể tả xiết. Đó là tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời này. Vừa nghe những tiếng gọi con thương yêu trìu mến ấy, tôi bỗng chạnh lòng nhớ về tuổi thơ thuở hồn nhiên vô tư. Cũng đã một thời được chăm sóc yêu thương, chiều chuộng đủ điều. Gia đình tôi sống ở vùng ven sông Trà Ôn, nơi đất phù sa dung bồi theo con nước lớn sòng. Thường ngày tôi cùng lũ trẻ trong làng, nước lớn làm bè thả thuyền câu cá, nước ròng thì cùng lặn hụp nghịch đất chọi nhau. Vì thuộc loại anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất, nên mặt mày, tay chân đứa nào cũng đen lánh và mốc thết. Bởi vậy cứ vài hôm tôi lại bị mẹ sát cho một trận điếng cả người. Tôi sợ những ngày ấy lắm. Chỉ cần một miếng sơ dừa và chút ít xà phòng bột là da tôi bị rõ rát cả lên. Tay vừa kỳ cọ tắm cho tôi, miệng mẹ vừa la rầy suốt cả buổi. Những lần như thế, cơn đau sát da nó hành hạ, làm tôi không còn lòng nào nghe nổi mẹ dạy điều gì, mà chỉ biết kêu đau thôi. Dường như ngày nào cũng thế, hễ đến giờ cơm, mẹ lại phải đi kiếm tôi về nhà cùng ăn. Vì sợ tôi mê chơi, quên cả bữa, để cơm canh ngồi lạnh. Mỗi lần tìm tôi, mẹ hay đi ra mé sông, hoặc nhìn quanh cây xoài, cây ổi, cây mận của mấy nhà hàng xóm là điểm hẹn của bọn chúng tôi. Thấy mẹ đến, tôi buộc phải chia tay với chúng nó, ngoan ngoãn đón vòng tay của mẹ dắt về nhà. Vì tôi rất sợ mẹ. Trên con đường về, tôi luôn mong ước được tự do. Tôi muốn lẩn tránh đi vòng tay kiềm tỏa đầy quy luật của mẹ. Thế rồi, những năm tháng dần trôi. Trên con đường quen thuộc thổi nào, tôi không còn được dắt dìu bởi bàn tay ấy nữa. Giờ đây, ngày ngày hai buổi sáng chiều, chỉ còn mình tôi đi về với con đường làng năm xưa.
Một thời chứa chan bao kỷ niệm vui buồn vẫn nằm im lìm với những hàng cây xăm mát gian sông. Mỗi khi nhớ về quá khứ, lòng tôi lại tràn dâng lên nỗi niềm khao khát, tiếc nuối mênh mang. Hôm nay đã mất tất cả, chỉ tiếc tiếc thời thơ ấu. Hôm nay có đủ tất cả, chỉ thiếu thiếu thời thơ ấu. Hồ Thi Ca. Theo gió bụi thời gian, mắt mẹ đã mờ, tóc đã bạc, đôi tay yếu dần. Nhưng niềm tin về mẹ trong tôi vẫn sáng mãi như ánh sao trời, định hướng cho tôi vượt qua mọi khó khăn gian khổ cuộc đời. Mẹ ơi, con đã lớn biết tự chăm sóc cho mình, không còn làm bận tay mẹ nữa. Nhưng đường đời quá nhiều chông gai mẹ nhỉ. Con đang cần đôi bàn tay vững vàng, tin cậy nhất để dắt con đi suốt đoạn đường còn lại. Cuộc đời của mẹ. Chu Lan năm 2002. Tiền. Mỗi lần nhớ đến tiền, mẹ tôi cảm thấy lo sợ, buồn bã. Gia đình nghèo, con đông, thiếu trước hụt sau, lại phải chi tiêu nhiều việc. Tiền học cho thằng hai, con Hương bị sanh non tháng, bệnh hoạn thuốc men hoài. Thằng Út thì phải cung cấp sữa mỗi ngày vì bị suy dinh dưỡng. Một mình mẹ phải tảo tần hôm sớm, buôn gánh bán bưng. Mọi việc trong ngoài chỉ có một mình mẹ chăm lo. Cuộc sống nghèo đã làm cho thân mẹ tiều tụy hẳn đi và ít khi nói cười. Ngoài việc buôn bán kiếm từng đồng lời, mẹ còn phải lo chăm sóc mảnh vườn để có thêm thu nhập nhờ bán được chút ít cây trái trong vườn. Ngặt nổi vườn tạp dài 3 cây xoài, 5-7 gốc dừa lão, ít cây dâu, cho nên quê lợi kiếm được chẳng thấm béo vào đâu. Dường như mẹ không còn dám tin vào cuộc đời của mẹ, và có lẽ mẹ cũng chẳng cần biết đến mình là ai nữa. Đêm đêm ba cây nhang trước bàn thờ, mẹ luôn cầu khấn Phật trời ban phước lành cho mẹ được đầy đủ sức khỏe để gánh vác công việc, nuôi nấng các con nên người. Bao nhiêu trách nhiệm đều đổ trút lên đôi vai gầy của mẹ. Tuy chưa già, nhưng vì cuộc sống quá vất vả đã làm cho thân mẹ héo hắt đi nhiều. Với độ tuổi hơn 40 mà trong mẹ gần 60 vậy, dường như thâm cảm được nỗi trăn trở của người mẹ nghèo, thi sĩ Lâm Phạm Dũng đã chia sẻ nỗi niềm với các bà mẹ khổ đau ấy bằng mấy vần thơ. Tôi nhớ đôi khi tiếng gió chiều thổi qua làn khói mái tranh xiêu, và trong giếng mắt buồn tê dại, mẹ đứng nhìn quanh tuổi phận nghèo. Tốt nghiệp lớp 9, bước vào độ tuổi trưởng thành, nhìn cảnh sống nghèo nàn, tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng. Hoàn cảnh như vậy mà mẹ vẫn cam chịu, chấp nhận hy sinh thân mình, dành hết tiền bạc, thời gian cho các con đều được đi học, chấp cánh cho các con được bay xa nơi khung trời cao rộng mà không một lời than vãn. Mẹ ơi,
con được bao nhiêu tuổi đời là bấy nhiêu năm trường đã chất chồng gánh nặng lên vai mẹ. Và hôm nay, mùa du lan lần thứ 30 trong cuộc đời con mới hiểu hết được tấm lòng rộng lớn, mênh mông của mẹ mà thi ca từng sánh chí. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Tôi đang góp nhặt từng kỷ niệm của mẹ như để sưởi ấm cõi lòng cho kẻ tha hương bơ vơ nơi chốn đô thành. Nghĩ về mẹ đời luôn tươi sắc nắng, hoa trong vườn không gió cũng xôn xao. Sông Nguyên. Kỷ niệm nào giữa mẹ và tôi cũng đều đẹp cả, đều là những chất liệu yêu thương ngọt ngào mà không có một vị ngọt nào trên cuộc đời có thể so sánh kịp. Tôi nhớ có một lần nhà không còn gạo để ăn, mẹ lại vừa khỏi bệnh. Nhìn các con nheo nhóc, bỗng đôi mắt mẹ đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Nhìn mẹ khóc, tôi cũng ngậm ngùi khóc theo. Nhưng tôi làm sao cảm hết được nỗi niềm của mẹ. Mẹ đang suy nghĩ gì? Mẹ buông tiếng thở dài, rồi đứng dậy, lấy vạt áo bà ba lau nước mắt và dẫn tôi đi những bước trĩu nặng u buồn. Xa đến trường, mẹ nước mắt nhìn quanh trên mấy quầy dừa đang xay quả, nhưng cây nào cũng cao cả chục mét hơn, giói nhìn mỏi cả cổ. Thấy quầy dừa khô đang nằm lồ lộ trên bẹ, mẹ bảo tôi vào nhà lấy dao để bóc vỏ, còn mẹ tìm cây móc giật dừa. Cây móc chỉ là cây tầm dông dài, trên đầu có chấp khúc sắt uốn cong như móc câu. Mẹ đưa móc lên để giật, nhưng vì dừa cao quá, đạp giói hết tầm tay mà không tới, nên phải trèo lên cây dâu bên cạnh tìm chỗ đứng cao hơn để móc. Trong nhà ra, đang cầm con dao trên tay, vừa đi vừa hí hửng. Tôi bỗng nghe tiếng mẹ la hoảng lên: "Ôi, chết tôi rồi!" Tiếp theo là tiếng cây móc vừa ngã rạp, đè lên các nhánh cây dâu, kêu sạc sạc. Biết chuyện không may, tôi vội chạy nhanh đến. Ngước nhìn lên, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy đám ong giò giảng đang bay đầy trên đầu mẹ. Tôi quýnh lên, chẳng biết phải làm sao, chỉ biết la lớn: "Tuột, tuột nhanh xuống mẹ ơi!" Cũng may là chúng không đông lắm, vì tổ ong còn nhỏ, chỉ bằng cái chén ăn cơm. Nhưng trên cây thì làm sao mà chạy được, mẹ phải chịu cho chúng đốt. Đang khi leo xuống, mẹ luôn miệng bảo tôi chạy nhanh vào nhà. Nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi làm sao đành lòng nỡ để mẹ chịu trận một mình, mặc dù tôi chẳng cứu vãn tình thế được thế nào. Khi xuống đến đất, một tay vừa phủi ong đang bu bám trên đầu, một tay vừa dắt tôi chạy thục mạng vào nhà. Hên là chúng không có đuổi theo. Vào nhà, thấy còn một con đang cuốn trong tóc mẹ, giận quá, tôi chụp bắt ném xuống đất và lấy chân dậm nát nó ra. Mẹ ngồi xuống một góc nhà, các con bu quanh và tìm thuốc sức cho mẹ. 10 vết đốt trên mặt và đầu. Mẹ bị sốt và nằm mê man suốt mấy ngày. Tôi nghe những người hàng xóm đi thăm nói nhỏ to với nhau: "Đàn ông 7 vít, đàn bà 9 vít, mà chị này bị 10 vít. Dẫu nặng nhưng chắc không sao đến tánh mạng." Nghe như vậy tôi rất mừng, bởi lỡ có chuyện gì nguy hiểm thì các con của mẹ phải sống ra sao?
nằm trên giường. Gương mặt héo hắt của mẹ ngày nào giờ đây sưng phồng, hiếp cả mắt. Chúng tôi đút cho mẹ từng muỗng cháo đường. Tôi nghĩ cây đào thân xác chắc chưa đến nỗi, vì hàng ngày mẹ đã quá cực nhọc rồi. Nhưng cái khổ tâm thì lớn hơn nhiều, vì nghĩ đến các con phải sống cách nào khi mẹ đang nằm trên giường bệnh. Dẫu thế nào đi nữa, miễn không có mệnh hệ gì cho mẹ là tốt lắm rồi. Tôi cứ suy nghĩ như vậy, vì tôi tin chắc rằng còn mẹ là còn tất cả. Giờ đây các con đã khôn lớn, mỗi người có hướng đi riêng cho thỏa chí tan bồng. Riêng cuộc đời mẹ dẫu không còn lao khổ với cuộc sống, nhưng nỗi buồn cô đơn cứ vẫn tiếp tục bám theo chân mẹ, để mẹ tủi hờn trong tuổi đời già nua đơn chiếc quạnh hiu. Nói vậy chứ mẹ có bao giờ trách móc ai đâu, mà chỉ luôn cầu nguyện Phật trời phù hộ cho các con của mẹ có cuộc sống hạnh phúc, bình an. Đời làm mẹ là thế. Bóng mẹ vào xa lối ngõ quanh, tóc sương dần xóa tóc màu đen. Nhớ ai sai nhẩm lời kinh nguyện, khuya nổi niềm riêng một ngọn đèn. Mẹ ơi, mùa du lan năm nay con vẫn còn cài trên áo mình đóa hồng tươi thắm. Nhưng con cảm thấy cánh hồng dường như đã mong manh lắm rồi, mong manh như chính cuộc đời còn lại của mẹ. Con sợ rồi một ngày kia, mỗi mùa du lan về, cánh hoa hồng không còn tươi thắm trên áo của con, một màu mà con chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đừng để một ngày kia mẹ mất mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xoe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim mẹ vui như vỡ hoa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con.
bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô, yêu thương con, bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng khi thi thơ con trôi qua rất mau, ước chi con mẹ mai sau sẽ thành công. Một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn, lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn, lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cô sao nhìn con u thu xa. Mẹ yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ soi ấm con, và sau cơn mưa nắng sẽ tròn, sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Một ngày còn lớn, một ngày còn khôn, một ngày còn phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Nhớ mây mang trao đến con, chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Nhớ
bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày, bé con hồn nhiên bên giấc mẹ. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Khi mái tóc phai đi từng chiều, mẹ kể lại những chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa con của mẹ mới chào đời kia, hay ngủ vui trong vòng tay mẹ. Con là thịt mau này mẹ chia. Khi cất tiếng con thơ gọi mẹ, mẹ bồi hồi quên lãng bi vui.